Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình đến với tình này ạ. Thì hôm nay tôi đã tiếp tục series ăn khuya và đọc câu hỏi của các bạn fan đấy các bạn nhá. Đó, chính như vậy thôi. Thì hôm nay tôi có món bánh tráng cuốn đấy các bạn nhá. Đấy, bánh tráng cuốn này rất là ngon nhá. Các bạn nhỏ rất thích ăn. Đó, chính như vậy thôi. Đấy, thì bây giờ chúng tôi lại ăn vừa trả lời nhá các bạn nhá. Thì hôm nay là chúng tôi là thực hiện ở nhà hoang các bạn. Cái nhà hoang này thì thường là tôi hay quay trốn tìm với cả quay một số cái trò chơi ở cái nhà hoang ấy. Đúng rồi. Nhà hoang là cách nhà tôi khoảng tầm 500 mét. Thì tôi kể cái sự tích nhà hoang này. Ngày xưa có hai mẹ con nên là con chết thì cuối cùng mẹ cũng chết ở cái nhà hoang này, nói chung là như thế. Thì là lâu lắm, hơn chục năm nay thì không có người ở, tầm 15 năm rồi. Cũng hơi ghê các bạn. Thôi được rồi. Thì không có người ở. Thì đó, bây giờ sau nó rậm rạp như kia các bạn. Thì bây giờ hôm nay là vẫn tiếp tục series là trả lời câu hỏi của các bạn fan ở trên kênh Vinh Tiền Lẻ nha. Rồi. Đấy, thì hôm nay Vinh Tiền Lẻ đã chuẩn bị một cái gì đây? Bánh tráng cuốn. Bánh tráng cuốn này. Bánh tráng cuốn các bạn. Ok. Bánh tráng cuốn này các bạn nhỏ rất thích ăn nhá. Các bạn đi uống nước hay là đi uống trà sữa thì các bạn hãy cũng hay ăn cái bánh tráng cuốn này rất nhiều các bạn. Đấy. Mời các bạn nhá. Thì đây là cái bánh tráng cuốn các bạn. Nó như là bánh da lem. Mà ăn rất ngon đấy, bạn thử xem. Đây là cái này bôi một lớp ở trên này là côn đọc bảo là malomel mê mê côn đọc bảo malomel gì đấy malomel mê mê cái gì đấy. Các bạn là nhìn rất đẹp mắt đấy các bạn nhá. Thôi được rồi, bọn tôi không nói liên tinh liên thiên nữa, bây giờ chúng tôi sẽ vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của các bạn nhá. Ok, mời các bạn ăn cùng tôi. Ăn ngon không bác? Không, không ngon đâu này, không ngon đâu. Ngon rồi. Ngon thế mà không ăn ngon thế nào ấy. Ngon thế này bác ngoan là không bạn không ngon các bạn. Các bạn đi uống trà sữa rất thích ăn cái bánh tráng cuốn này các bạn. Mà bác ngoan bảo không ngon. Bên trong thì ngoài thì nó gọi lớp bánh tráng này. Bên trong bên trong có xoài. Có xoài. Với cả trứng. Dứa. Lạc. Đấy. Ấy cũng... đó mà ăn cũng ngon, bác ngoan chắc không ăn đi ăn vặt bao giờ. Cũng hơi ngon ngon em ạ. Anh vua ăn vặt rồi thôi. Rồi. Tôi sẽ trả lời câu hỏi nhá. Rồi. Tôi sẽ Câu hỏi cho tôi trả lời nhá. Đấy, các bạn nhìn rất đẹp mắt rồi. Cái bạn Harry McGuy này. Rồi. Bình luận 6 ngày trước trên kênh Vinh Tiền Lẻ là anh Vinh ơi, anh còn nhớ lần đầu tiên anh nhuộm tóc màu gì và năm bao nhiêu tuổi không? Rồi ok, lần đầu tiên tôi nhuộm tóc là màu đỏ. Năm 18 tuổi. 18 tuổi tôi đã nhuộm tóc màu đỏ các bạn nhá. Đỏ bạc kim à, đỏ rực ấy. Đấy, như vậy các bạn nhá. Nhìn như cướp à? Như cướp, lúc đấy là 18 tuổi trẻ trâu mà các bạn. Đấy, tôi trẻ trâu thì tôi nhuộm tóc màu đỏ nhìn cho rực rỡ. Máu ấy à? Máu lắm. Thế tự nhiên thế nào lại nhuộm tóc à? Thế thằng nào xui khiến thì? Xui khiến thì lúc đấy là trong Sài Gòn thì... Trong Sài Gòn thì bắt chen trong Sài Gòn là nhuộm tóc. Là lúc đấy tôi nhuộm tóc màu đỏ rẹt luôn. Mạnh cho đẳng cấp luôn các bạn. Đấy, thì tôi trả lời cho các bạn như thế nhá. Là tôi 18 tuổi tôi đã nhuộm tóc nhá. Đấy, nhuộm tóc màu đỏ rẹt luôn ở trong Sài Gòn. Bắt chen ở trong Sài Gòn. Đấy, mà cả, xong là quả tóc, quả mái chéo cơ, mái chéo vắt ở đây này. Tận mang tai. Tận mang tai, đó, như vậy nha các bạn nhá. Rồi. Cái này là hình như nó cho cả tép vào sao không nhỉ, đúng không? Không. Có tép mà ăn vừa thấy có vị tép. Gì có tép đâu. Cái mamolemiza này tôi không ăn được nhá các bạn nhá. Hả? Không được à? Chúng bác ăn mặn lắm. Đúng là ăn cái món bánh tráng cuốn này rất ngon các bạn. Nói rồi bác ngọt bảo là không thích ăn. Thế là sao bác sẽ ăn cái gì cho mua? Hả? Ăn cái này ngon ngay mà bác ngoại bảo không ngon. Khá ngon đấy bạn. Rồi. Ngon kìa. Thôi. Tôi lại đọc câu hỏi tiếp theo nhá. Vâng. Có nhiều bạn toàn hỏi câu hỏi lại các bạn. Bạn Hansik Music có hỏi là anh có dự định gì trong tương lai khi YouTube lương quá ít? Thì lương có ít thì tôi cũng chả dự định gì các bạn. Thì các bạn nào mà yêu quý tôi thì các bạn cứ xem ủng hộ cho tôi để tôi có động lực làm video hay hơn cho các bạn xem. Đó, tôi trả lời như thế thôi các bạn nhá. Đó, trả lời đơn giản thế nhỉ? Trả lời đơn giản thế thôi. Thì các bạn nào cứ yêu quý tôi thì xem ủng hộ cho tôi. Để tôi có động lực làm video hay hơn cho các bạn xem. Cả chất lượng hơn cho các bạn xem nhá các bạn nhá. Đó, thì tôi trả lời nhanh cho các bạn biết như thế nhá. Đấy. Rồi. Chỉ đơn giản thế thôi. Đơn giản thôi, nghe cái gì? Không có giải thích gì cho các bạn ạ.
thì không, thì bây giờ nếu mà cái lượt xem ít thì do các bạn. Các bạn nếu mà xem yêu quý tôi thì các bạn cứ xem nhiều cho tôi để tôi có động lực làm video hay hơn thôi, chỉ thế thôi. Thế ý là YouTube nếu mà không làm nữa thì lương ít thì mày sẽ làm gì? Thì cháu đi làm công ty. Đấy, rồi. Thì tôi trả lời như thế nữa các bạn nhá. Rồi. Tôi đi làm thì công ty. Câu đấy cũng đơn giản thôi, Vinh trả lời nhiều các bạn. Thế mà các bạn xem, các bạn phải nhớ chứ các bạn ơi. Hôm nay có bạn hỏi tiếp này. Rồi. Bạn Vinh Bay. Anh Vinh và bác Ngọt có hàng gì hay không? Hay là chỉ là người quay cùng clip hay thôi? Tôi cũng bảo bao lần rồi. Bác Ngọt là ngành trứng, ngành là gọi là trứng họ. Chi một. Chi một trứng họ. Tôi là chi là, hai, chi ba. Là tôi phải gọi bác Ngọt là bác. Bố tôi gọi bác Ngọt bằng anh. Đúng. Đó. Đấy tôi giải thích các bạn nhé. Đúng rồi. Đấy là trong trong một một ngành. Một ngành một chi. Bác Ngọt là chi một. Đúng rồi. Nhà tôi chi ba, chi bốn thì tôi không nhớ. Tóm lại là bác Ngọt thì cũng có họ hàng nhà tôi nhá. Đấy thì tóm lại là bố tôi, bố đẻ tôi là gọi bác Ngọt bằng anh. Tôi thì gọi bằng bác Ngọt. Đó, chỉ như vậy thôi, tôi giải thích cho các bạn nhanh. Tóm tắt như thế. Đúng rồi. Được chưa? Ok các bạn. Rồi, các bạn hỏi trả lời các bạn comment câu đấy thì cũng hay thôi, cũng chất lượng. Rồi. Tiếp. Bác Ngọt ăn đi. Đấy, thì các bạn nào cứ có câu nào thắc mắc thì các bạn cứ comment xuống bên dưới kênh thì để tôi đọc câu hỏi tôi trả lời các bạn, chỉ như vậy thôi nhá. Đấy mà ăn cái bánh tráng cuốn thì cũng khá là ngon, tuyệt vời. Ăn cũng được nhỉ, ăn ngon mà. Ăn ngon các bạn, bánh tráng cuốn này ăn ngon. Các bạn nhỏ rất thích ăn nhé. Rồi, tiếp theo bài. Tiếp theo là của bạn Hưng Mobile nhá. Rồi. Anh Vinh ơi, trước khi làm YouTube, anh Ngọt làm nghề gì vậy? Và lý do tại sao anh Ngọt tham gia kem PhD? Chết rồi gì? Rồi để tôi nhai nhớ nhá. Thì bác Ngọt lúc chưa làm YouTube, thì bác Ngọt cũng đi làm công ty. Đi làm công ty xong thì cũng đi bác Ngọt cũng đi đánh đàn nữa, mới cả đi hát con họ ấy. Ngày xưa bác Ngọt đi đi học hát con họ. Thì tại sao vào tem của anh em tôi thì là anh Dưỡng mời vào nhá các bạn nhá. Tại vì bác Ngọt đẳng cấp. Bác Ngọt nghĩ tưởng cho bọn tôi để cho anh Dưỡng quay ấy. Thì từ lúc đấy là bác Ngọt vào tem của chúng tôi thôi. Đó như vậy nhá các bạn nhá. Bây giờ ngày đấy là mấy ngày trong tem kiểu như là lượng công việc nó nhiều ấy. Đúng rồi. Ngày xưa là các bạn thấy không? Ngày nào trên kênh PSD cũng ra video ấy. Đều. Đấy là lúc nào phải cần người làm ý tưởng với cả người chuẩn bị nữa. Bốn anh em nào thì nó không thể nào xòe hết được. Đúng rồi. Ngày lúc ấy đang tuyển thêm người. Đấy, tuyển thêm người thì anh Dương gọi bác Ngọt vào. Tem của anh em tôi thôi. Đấy, chỉ đơn giản như thế thôi các bạn nhá. Thì có mạng là bác Ngọt lúc mà chưa làm YouTube thì bác Ngọt đã đi học hát con họ, đi đánh đàn. Đúng rồi. Với cả cũng quá đi làm công ty đó các bạn nhá. Đó thì tôi trả lời các bạn như vậy nhá. Đúng rồi. Rồi. Ăn đi Vinh ơi. Cay phết nhỉ. Bác ăn đi ngon mà. Cái này nó ngon mà. Đấy, các bạn ăn cái này ngon này mà tôi không biết là bác Ngọt không thích ăn. Đâu cũng ăn được. Thì thôi các bạn. Thì thôi khả năng này toàn tôi ăn thì ngại lắm. Thôi bác Ngọt ăn đi. Cháu ngại lắm. Đây, tiếp tục các bạn Hà Nguyễn Thị. Bạn này hỏi cái câu này thì Vinh trả lời bao nhiêu lần rồi nhưng mà trong cái video này gần đây nhất thì các bạn ấy lại hỏi rất là nhiều nhá. Kệ bác cứ đọc đi. Anh Dưỡng có quay lại làm YouTube nữa không? Thì tôi đã trả lời thật các bạn nhá. Các bạn nào mà cứ nếu mà yêu quý anh Dưỡng thật hay là yêu quý tôi thì các bạn cứ comment như thế cũng hợp lý thôi. Thì không thấy anh Dưỡng ra thì tôi cũng trả lời là anh Dưỡng hiện tại là đang kinh doanh bán đồ thể thao. Thì hiện tại anh Dưỡng là không quay video nữa. Đấy, tôi trả lời các bạn như thế. Trả lời nhanh cho các bạn như thế. Khả năng là sẽ không trả lại đâu các bạn. Đấy. Cái kho video kia chắc phải là làm lại làm kỷ niệm thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, giữ bây giờ nghỉ ở cái thời đỉnh cao nhất thì mình sẽ giữ được cái phong độ đấy. Đúng rồi. Đấy bây giờ sẽ không làm nữa, tôi nghĩ là không làm nữa. Thì tôi nó sẽ chủ yếu là phát triển về kinh doanh thôi. Kinh doanh bán hàng đấy. Khả năng là sẽ đấy. Không làm về YouTube nữa. Tóm lại là tôi trả lời cho các bạn như thế nhá. Thế mà các bạn nào mà yêu quý anh Dưỡng hay là yêu quý tôi thì các bạn cứ
Hỏi tôi cũng được, tôi cũng có gì đâu. Thì các bạn nào mà cứ yêu quý tôi thì cứ vào kênh của tôi xem cho tôi, ủng hộ cho tôi để tôi có động lực làm video chất lượng hơn và hay hơn cho các bạn xem. Nhá các bạn nhá. Đấy thì tôi trả lời các bạn là anh Dưỡng hiện tại bây giờ là không quay video nữa. Không quay video nữa thì đang vào mảng kinh doanh bán đồ thể dục thể thao. Đấy, giày dép hay là bóng đá gì đấy, quả bóng gì đấy. Đấy, tôi nói lại tôi nội dung là như thế. Tôi không không biết nhá. Bạn nhá. Rồi. Bạn tiếp theo là cái câu hỏi của bạn Giang này, câu hỏi cũng rất là hay này. Rồi. Anh Vinh ơi, sao anh quay bao nhiêu YouTube bao nhiêu năm rồi mà anh không review mẹ anh? Review mẹ anh á? Thì các bạn ơi, thì mẹ tôi thì đi làm suốt ngày không có thời gian để vào video của tôi các bạn. Đúng rồi, bởi vì là ở người ở quê các bạn ơi, thì hay đi làm. Thì ví dụ đến mùa gặt hoặc mùa cấy thì lúc nào cũng bận rộn với công việc, thì ngoài lúc mà những cái hai cái mùa gặt với mùa cấy đấy thì mẹ Vinh lại đi tranh thủ đi sạch vữa, đi tranh thủ đi phụ hồ ấy. Đấy, phụ hồ ấy các bạn đấy. Thì vì thế là sẽ không có ở nhà không. Để Vinh nó quay cùng. Đúng quay, rồi. Vinh quay cùng bây giờ chủ yếu là quay cùng tôi với cả Côn thôi. Đúng rồi. Sáng thì bây giờ cũng ít rồi. Sáng bây giờ cũng toàn đi cùng quay cùng ở mấy anh gì, anh Chedi à? Anh Chedi ở bên Ấn Độ các bạn ạ. Đó. Như vậy nha các bạn nhá, thì tôi cũng trả lời các bạn như thế nhá. Tôi trả lời các bạn là mẹ tôi cũng bận rộn lắm, tôi không quay cùng với mẹ tôi được. Thì các bạn thông cảm tôi nhá. Rồi. Tôi ăn đây các bạn. Tiếp tục đi bà ngoan này. Bà ngoan ăn đi, bà ngoan ăn đi, bà ngoan đi. Không toàn tập ăn thì ngại lắm. Ăn đi, ai bảo mình ngại thôi. Đấy. Tôi ăn miếng hai miếng luôn các bạn. Tại vì hai cái này nó ấy nó dính vào nhau ấy. Ăn cái nào cũng ngon. Cho biết bao. Tiếp tục nha. Thì tóm lại các bạn nào mà cứ yêu quý tôi cả có ý tưởng gì hay là có cái câu hỏi thắc mắc gì các bạn cứ comment xuống kênh của tôi để tôi biết nhé các bạn nhé. Độc lạ và hay thì các bạn cứ comment xuống kênh của tôi để tôi thực hiện cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo đi bạn đây. Thắng Vả gì đấy? Thắng Vả. Bạn này hỏi là anh Vinh ơi, anh Phong có phải là em ruột anh Côn không mà tại sao lại ở nhà anh Côn vậy? Thì anh sẽ trả lời cho Thắng Bả. Thắng Bả nhá. Anh Phong không phải là anh em ruột mấy anh Côn nhá. Cũng anh Dưỡng với cả anh Côn là anh em ruột với nhau thôi. Còn anh Phong thì con là chú ruột đấy. Con là chú ruột đó, thì có nghĩa là bố anh Côn với cả bố Phong là hai anh em ruột. Anh em ruột đó. Thì tôi trả lời nhanh cho Thắng Bả như thế nhá. Thì có nghĩa là cái nhà mà các bạn mà xem chúng tôi hay quay cái nhà nhỏ ở sân đằng sau ấy. Đúng rồi. Cái nhà màu vàng nhỏ cấp 4 đấy là nhà Phong ấy. Đấy, nhà Phong. Nhà Phong thì bây giờ phá đi để xây nhà mới. Đúng rồi, đang xây nhà mới rồi đấy. Đấy, thì tôi trả lời là anh Phong không phải là anh em ruột với anh Côn nhá. Chỉ có mỗi anh Dưỡng với cả anh Côn là anh em ruột thôi, anh em ruột thịt luôn. Đấy, như vậy thôi các bạn nhá. Rồi. Tiếp là câu của bạn Bình Lưu à. Bình Lưu. Nhà anh Vinh có mấy anh chị em vậy? Rồi. Thì anh lại trả lời nhá là nhà anh thì có 3 chị em nhá. Anh là thứ hai, còn một anh cả nữa, mấy cả một đứa em út, là con gái đang học lớp 5 nữa các bạn nhá. Đó, thì tôi trả lời nhanh như thế nhá là nhà anh có ba chị em, ba anh em. Đó. Đầu tiên là một ông anh cả, một ông cả. Vinh, xong đến một cô em út nữa. Đúng rồi, một cô em út nữa đang học lớp 5, để cố các bạn. Đấy, thì các bạn nào mà muốn làm em rẻ tôi thì cứ liên hệ với tôi nhá. Cứ xem mạnh vào thì để tôi gả em gái cho. Mấy cả phải gần nhá. Xa là tôi không gả đâu. Tôi được tiêu tao tí thôi. Rồi, hết chưa bác qua đây? Hết rồi. Hết rồi à? Rồi, thế thì khả năng các bạn ơi. Không phải là hết mà có những cái câu có vài câu là các bạn cứ hỏi đi hỏi lại thì ở những video trước rồi thì là hơi nhảm đúng không? Các bạn hỏi rồi thì bây giờ các bạn lại hỏi lại thì những cái câu đấy đa số là trả lời hết rồi. Thế thôi các bạn, khả năng tôi kết thúc video tại đây nhá. Các bạn nào thấy video của tôi mà thú vị mà hay thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký và ủng hộ kênh của tôi. Bye bye các bạn, xin chào.